đoán xương xương là Mai Tiến Dũng cũng sai khá nhiều. Đừng có gãi tôi cũng đúng chứ bộ. Chỉ là sai khá nhiều đấy. Ok. Người đàn biết không ta? Chắc không biết người này rồi. Không đoán ra được, thôi người thứ hai đi nào. Hơi khó nha, tại vì Dũng cũng không biết các bạn ở Việt Nam nhiều lắm. Bó tay người số 2 rồi. Văn Mai Hương à? Ủa? Không nhận ra. Không... Ủa? Sorry Hương, anh Dũng không nhận ra baby. Có thể tiết lộ là ca sĩ và nhạc sĩ. Nhưng mà Nam hay Bắc? Việt Nam hả? Trời ơi, tự nhiên quên ngang, đấm ngang, từ từ, đấm ngang, quên ngang. Vũ Cát Tường. À, chị Thu Trang phải không ta? Qua wow, trời bà xinh ghê luôn á rồi, bà xinh quá vậy. Carrick hả? Từ từ. Nam ca sĩ nhưng còn một tháng trong năm. Liên quan đến một tháng trong năm. Anh Tuấn hả? Wow. Ok. Trời đẹp trai quá ta. Từ nha. Ôi, mũi cao. Mình đang giờ phải kiếm người nào mũi đẹp à chứ. Sơn Tùng, wow, Sơn Tùng MTV, ok. Từ nha. Chị... Sô-cô-la. Phải không ta? Nó ca này dễ hả? Chị tập Mỹ Tâm à? Không, tại vì cái nồi dưa hình da ngâm em không nhận ra được thiệt. Khó lắm. Rồi tóc tiền. Tại vì tấm này tôi thấy rồi. Không, tôi thấy rồi, tôi biết luôn. Đáng thử nha, Ngô Kiến Huy. Wow. Cái này dễ đoán quá. Ôi, cái này chơi khó rồi, cái này thua, hình ảnh bị xóa nhầm, xóa mờ quá. Không thấy được. Liên quan đến Hòa Minzy. Được không quá hả? Chính xác. Oh, wow. Ôi, sao cái này hồi xưa, sao cái hình này bị wash out dữ vậy ta? Từ từ nha. Đây, Đông Nhi. I'm good. Còn đây, từ từ nha. Từ từ nha. Mắc một mí hả? Sao quá mà. Từ từ. Mười mí, môi cũng vậy. Không quan trọng mình biết ca khúc đó không. Phương Mỹ Chi. À. Ai vậy ta? Sao lại Ái Phương ở đó? Không. Đúng chị Phương. Bích Phương à? Xinh quá nhưng không nhớ ra. Ok ạ, vậy là từ nãy đến giờ thì... Cũng đoán chỉ sai được đoán xương xương là Mai Tiến Dũng cũng sai khá nhiều. Đừng có gãi tôi cũng đúng chứ bộ. Chỉ là sai khá nhiều.